gì? Chúng ta đang ở đâu đây? Một thử thách đáng kinh ngạc đang chờ đợi các bạn đây. Các bạn sẽ thể hiện khả năng của mình. Cụ thể là các bạn sẽ phải vẽ. Trong vòng đầu tiên, các bạn cần vẽ Poppit. Bất cứ ai tạo ra bức vẽ đẹp nhất trong một phút sẽ nhận được món đồ chơi tuyệt vời này. Và các bạn sẽ vẽ không phải bằng sơn mà bằng kẹo Skittles nhé. Ôi, sẽ rất là vui đấy. Ôi, một phút của các bạn đã bắt đầu. Bắt đầu rồi đúng không? Vì vậy đến lúc phải thưởng thức đồ ngọt yêu thích của mình rồi. Skittles tạo ra một màu sơn rất là sáng, có nghĩa là chúng có thể sử dụng để tạo ra một bức vẽ rất là đẹp. Tớ nghĩ tớ có thể làm được. Còn tớ có một ý tưởng tốt hơn nhiều. Điều gì xảy ra nếu cậu biến kẹo thành sơn thực sự? Tất cả những gì chúng ta cần là một bảng màu và một ít nước. Hoàn hảo. Bây giờ tớ có rất là nhiều màu khác sang nhau. Không được, tớ sẽ không để Jane thắng đâu. Cậu cần nói nước chứ gì? Vậy thì tất nhiên sẽ có nước thôi. Nhìn nó đẹp làm sao. Bây giờ nó giống như bản vẽ để giành chiến thắng trong vòng này rồi. Ôi, thì tớ còn làm gì? Tớ tình cờ ăn hết kẹo rồi. Thôi được rồi. Wow, Barbie, có lẽ tớ sẽ lấy bản vẽ của cậu. Cái gì nữa? Tớ đã cố gắng rất là lâu rồi đấy. Bỏ tay ra đi. Ôi sao, thời gian của các bạn đã hết rồi. Vì vậy, hãy xem ai vẽ được cái gì. Đây, bạn thích không? Cậu đang đùa giỡn đúng không? Không có gì, Andy như này không tốt đâu. Ôi, Skittles rất ngon. Còn tớ thì rất là cố gắng. Nhưng mà cái hình này nó để lại trên bàn rồi. Nhưng mà vẫn ổn mà. Không, cần phải bản vẽ rất là tuyệt vời. Cậu của mình thì sao? Jane, cậu là một nghệ sĩ thực sự. Tớ nghĩ rằng người chiến thắng là rõ ràng ngày hôm nay. Jane, cậu sẽ nhận được Poppit này. Trời ơi, tại sao lại như vậy chứ? Đó là giải thưởng của chúng tớ, không phải của tớ. Andy, cậu có muốn tớ chia sẻ Poppit với cậu không? Tớ không phiền đâu. Ừ, ok. Ê, đừng có chạm vào, cậu không sao đấy. Thôi được rồi, xin lỗi nha Jane, nhưng mà Barbie không đồng ý rồi. Tại sao chúng ta cần nhiều nước sốt như này? Bởi vì trong vòng này, các bạn sẽ vẽ bằng chúng. Giải thưởng của các bạn là một con cá. Yêu ơi, bạn có một phút để vẽ. Tớ nghĩ cần phải cố gắng một chút, bởi vì là chắc chắn ở đây có một cái gì đó khác. Tranh đẹp thì giải đẹp, còn tranh xấu thì giải xấu đúng không? Lần này tớ sẽ không ăn đâu. Tớ muốn thắng. Andy xin lỗi, nhưng mà cậu đang ném rác ngay vào người tớ rồi. Ui, tại sao tớ có thể làm như vậy? Xin lỗi nhá, tớ không chú ý. Ừ thôi không sao đâu. Ê, cậu đang giúp cậu ấy sao? Cậu không thấy xấu hổ sao? Ui, tớ đang sửa có lỗi của tớ mà. Bây giờ đến lúc phải vẽ rồi. Tớ sẽ chọn nước sốt như nào nhỉ? Có vẻ như sự lựa chọn đã được thực hiện rồi. Vừa sự lựa chọn rất là tốt. Tớ hy vọng tớ sẽ có một con cá rất là giống nhau. Andy, cậu đang làm tốt lắm. Con cá thực sự rất là tuyệt vời đấy. Bây giờ tớ cũng sẽ vẽ đây. Tớ nghĩ như này vẽ bằng tay sẽ tốt hơn đấy. Tớ nghĩ là tớ có thể thắng các bạn rất là dễ dàng thôi. Nhưng mà tớ thử nước sốt một chút nhá. Ôi trời ạ, nó ngon làm sao. Đấy, xong rồi, nước sốt hết rồi. Tớ hy vọng cái hộp này sẽ không rơi. Ôi trời ơi. Trời ạ, tớ đã làm gì thế này? Bản vẽ bị hỏng rồi. Các bạn, dừng thời gian. Hãy xem kiệt tác của các bạn nào. Hết rồi sao? Trời ạ, tớ vẫn chưa kịp làm gì. Jane, cậu là người đầu tiên nhá. Jane, cậu làm tốt lắm. Tớ rất là thích bản vẽ của bạn. Andy, nhìn đẹp lắm sao?
Ôi trời ạ, cậu tin tưởng tớ quá rồi đấy. Ồ, bạn thích bản vẽ của tớ không? Tớ thực sự đã làm rất tốt. Bạn nghĩ buồn cười sao? Đừng có mà đùa nữa. Ê trời ạ, bản vẽ đã đứng đây mà. Có vẻ như là bạn ấy đã làm rồi kìa. Barbie, của cậu bản vẽ cũng bình thường, có thể làm tốt hơn. Cậu không thấy xấu hổ sao Barbie? Tớ không muốn thua mà. Con cá này sẽ thuộc về Andy. Lần tới cậu sẽ biết cách chế giễu tớ nhé. Nhưng mà tớ ghét cá. Đừng lo lắng, tớ biết chắc chắn rằng cái này có thể giúp được cậu. Đây, cái máy này nhá. Bây giờ cậu có thể làm một bữa ăn ngon miệng từ cá. Ồ, nó hoạt động như nào nhở? Bấm vào đâu ấy nhở? Ồ, tìm được rồi. Ôi, xin lỗi nha Barbie. Jane, cậu là một thiên tài. Nhìn này, nhìn nó ngon miệng làm sao. Nó sẽ còn ngon hơn khi chúng ta trang trí cá với rau củ đấy. Bây giờ, mọi thứ sẽ rất là hoàn hảo. Jane, cậu là một thiên tài. Cá này ngon thật đấy. Phần thưởng lần này khá là lạ, nhưng mà vẫn rất là sang chảnh. Một chiếc váy tuyệt đẹp đang chờ đợi các bạn. Wow, đẹp quá. Ê, cậu có nghe thấy tớ không? Tớ nghe rồi, đừng nói chuyện nữa. Thời gian để vẽ, 1 phút bắt đầu. Wow, tớ chưa bao giờ vẽ bằng bút 3D trước đây đâu. Tớ cũng vậy, nhưng tớ nghĩ tớ có thể làm được. Ồ, đẹp quá. Hóa ra vẽ bằng bút 3D rất là tiện lợi đấy. Và tớ có một ý tưởng khác nữa. Tớ sẽ làm một cái này đã nhé. Nào, bây giờ mình sẽ vẽ vòng vòng như này. Và quần nó quanh như này nhé. Thật là cẩn thận vào. Bây giờ đến lúc mình vẽ rồi. Mình cũng vẽ lên trên này trước nhé. Thật là nắn nót. Ồ, tớ có một ý tưởng tuyệt vời hơn. Mình không cần chiếc váy này đâu. Mình sẽ làm chiếc máy xe ô tô. Rất nhanh và rất là đẹp. Đấy, thật là tuyệt vời. Bây giờ làm thêm cái đáy nữa nhá. Wow. Hãy nhìn xem, nó vẫn còn chạy được đây này. Ừ, cậu như trẻ con vậy. Hình như là váy rất là tuyệt vời. Trời ạ, nhưng mà không chắc chắn. Nghe nè Andy, cậu làm giỏi công việc tạo mô hình 3D quá. Có lẽ cậu có thể giúp tớ được không? Ồ, ok, với niềm vui thôi. Ha, cậu bé đang làm chiếc váy. Các bạn, hình như là thời gian của các bạn hết rồi. Ồ, Andy, cậu làm tớ ngạc nhiên đấy. Nhưng đó không phải là tớ. Còn Barbie thì làm cậu tớ thất vọng lắm. Nửa còn lại của chiếc váy đâu? Ồ, tớ tưởng nó ở đây đây rồi. Xin lỗi nhá, váy của tớ cũng bị hỏng rồi. Không sao, dù sao tớ đã quyết định Andy là người chiến thắng rồi. Chúc mừng cậu nhá, chiếc váy này là của cậu. Ôi không, trời ơi, thật là kinh khủng. Andy, cậu chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao Instagram. Các bạn đã sẵn sàng nhìn thấy một vị vua thực sự chưa? Đây rồi, nhưng vương miện của bạn ngay lập tức nếu cậu vẽ thật là đẹp. Tôi thực sự muốn một cái vương miện này. Ôi, đúng rồi Jane, một chiếc vương miện sẽ rất là hợp với cậu đấy. Ôi trời ạ, ôi thế mà cũng nói, yếu đường. Thời gian của các bạn bắt đầu rồi đấy, nhanh lên. Ôi, làm nào có thể vẽ với trang điểm bây giờ? Tớ không biết sử dụng cái này một chút nào luôn ý. Hèn, vì như tớ, bức vẽ có thể rất là tuyệt vời đấy chứ. Andy, lấy son môi để có thể vẽ được một bức vẽ tuyệt vời đi. Ồ, oh, cảm ơn vì đã nhắc cho tớ rồi nhá. Ôi, với tốc độ này, họ sẽ vượt qua tớ mất. Tớ phải làm sao bây giờ nhở? Chính xác, tớ có màu vàng nhỏ đã cứu tớ mà. Ê, cái này bay từ đâu vậy? Hết chưa? Ôi không, xin lỗi Jane, tớ không cố ý. Không phải là tớ, thành thật đấy.
Ôi, đáng đời cho cậu đấy. Ôi, bây giờ bản vẽ của tớ bị hủy hoại rồi. Đây, cậu lấy bản vẽ của tớ đi, tớ sẽ lấy của cậu, đừng có lo. Ôi, cảm ơn cậu nhé. Cậu là một người tuyệt vời. Bây giờ tớ sẽ vẽ nốt thêm một vài chi tiết nữa thôi. Ok. Còn tớ thì sẽ gập một cái vương miện. Đấy, giờ như thế này này. Ồ, cái này còn đẹp hơn cả bức vẽ. Trời ạ, bây giờ họ chắc chắn sẽ không vẽ được vương miện đẹp đâu. Còn tớ thì có cơ hội để thắng rồi. Tớ nghĩ thêm một ít kim tuyến sẽ tốt hơn rồi đấy. Nào, bây giờ tớ thêm màu vàng trước nhá. Sau đó tớ sẽ thêm màu xanh vào đây này. Bây giờ đến lúc phải rắc kim tuyến lên rồi. Nào, lấp lánh đi. Thổi đi những thứ còn thừa. Ồ, đẹp thật đấy. Rực rỡ quá. Chủ như nào thì vương miện cũng như vậy. Các bạn, đến lúc phải thể hiện những kiệt tác của bạn rồi. Jane, cái này không ổn đâu. Cậu đã từng vẽ đẹp hơn nhiều mà. Còn tớ đã làm origami, hay không? Rất là độc đáo, nhưng mà cần bản vẽ cơ. Còn của mình thì sao? Barbie, cậu giỏi lắm. Đây là chiếc vương miện đẹp nhất mà tớ từng nhìn thấy. Đây là lý do cậu nhận được giải thưởng nhá. Trời ạ, bây giờ tớ là công chúa thực sự, không phải là Jane. Chỉ còn lại tìm thấy hoàng tử thôi. Và anh ở đây rồi. Nhanh quá, hoàng tử thân mến, anh sẽ đưa em đến vương quốc của anh chứ. Vương quốc mụn trứng cá. Ôi không. Cậu biết gì không Jane, tớ không có vương miện cho cậu. Không phải là vàng, nhưng vẫn làm được từ tình yêu. Và hoa dành cho cậu nữa. Ôi, cảm ơn cậu rất là nhiều Andy. Bây giờ chúng ta đi ăn kem đi. Ừ, đi thôi. Wow, có bao nhiêu là Twix này? Nhiều sao? Cậu may mắn thôi, nhưng tớ chỉ có một thanh sô-cô-la. Ê, hãy cẩn thận với giấy gói kẹo của cậu đi. Còn cậu thì đừng có hét tớ. Và bây giờ tớ sẽ cắt mổ cậu bằng cưa ấy. Ê, không, đừng. Thôi được rồi, đừng có hét. Nó không dành cho cậu đâu, mà dành cho sô-cô-la của tớ. Chính xác hơn là cho hai viên sô-cô-la của tớ. Tớ quên rằng có hai cây gậy Twix đây này. Quên? Cậu có quên rằng sô-cô-la bay khắp nơi khi cưa nó không? Thay vì trách mắng, có lẽ cậu có thể mừng cho tớ. Vì vậy, tớ chỉ có một thanh sô-cô-la thôi. Còn của bạn có rất là nhiều. Nếu các bạn đã ăn tất cả mọi thứ, thì đến lúc tớ bắt đầu với những đứa con của mình rồi. Đầu tiên cần phải loại bỏ giấy gói. Tớ đã nói từ tất cả các giấy gói. Bây giờ thì có thể ăn được rồi đấy. Tớ rất là yêu Twix. Chúng rất là ngon. Đặc biệt là khi có rất là nhiều. Tớ có một ý tưởng. Tại sao tớ phải ăn sô-cô-la khô? Mặc dù là rất là ngon, nếu tớ có thể nhúng nó vào sữa. Cậu đang đùa tớ ra, tại sao mọi thứ đều bay vào tớ vậy? Thôi, đừng có mà khóc nữa. Tớ thơ hãy xem sữa thông thường biến thành sô-cô-la như thế nào. Các bạn chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như vậy đâu. Cậu có thể ăn và uống thức ăn ngon. Ồ, tớ thấy cậu gần như đã hoàn thành rồi đấy. Vì vậy, bây giờ đến lúc tớ ăn sô-cô-la rồi. Bây giờ tớ sẽ thổi tất cả các gói ra đi. Sao, có được không? Nhìn rất là tuyệt vời phải không? Nhưng mà đó chưa phải tất cả đâu. Đến lúc phải bắt đầu xây dự án rất là quan trọng rồi. Tất cả những loại sô-cô-la này đều là vật liệu xây dựng rất là chắc chắn và ngon. Và Nutella sẽ kết dính mọi thứ lại với nhau. Nó sẽ là bổ sung hương vị tuyệt vời cho sô-cô-la. Và lý tưởng nhất để dán cái này vào. Bắt tay vào xây dựng thôi. Tuyệt quá. Nhìn xem tớ có thể làm được gì đây này. Đây là tháp sô-cô-la đầu tiên trên thế giới. Và nó sẽ chạm tới những đám mây. Ôi, tớ không thể nào mà không có thang mà không làm được. Ôi, tớ không biết. Tớ sẽ là một người xây dựng tuyệt vời như vậy. Cậu biết đây là cơ hội của chúng ta không? Tất nhiên là tớ hiểu rồi. Chúng ta đang chờ đợi điều gì nữa? Ăn thôi. Lạ thật đấy, tại sao mọi thứ lại rung chuyển? Ôi, ôi, trời ơi. Kêu. Ôi, hy vọng cậu vẫn còn sống.
Tại sao bạn lại dám? Đây là sô-cô-la của tớ. Thật tốt là khi tớ đội mũ bảo hiểm, nó đã cứu tớ. Đây là cái gì? Tại sao tớ lại bị kém may mắn như vậy? Tớ chỉ có một con mắt thôi. Và tớ đã chọc thủng nó mất rồi. Ôi, không sao. Nếu cậu cười, tớ sẽ làm bẩn tất cả các bạn. Cẩn thận đấy, mắt rất là dính. Đấy, sao cậu thích không? Trời ạ, kinh tởm. Tớ sẽ không lãng phí thời gian đâu, tớ sẽ ăn thôi. Bây giờ tớ sẽ làm một trò đùa rất là thú vị. Tớ sẽ cần nôn sốt cà chua. Tớ nghĩ bạn ấy sẽ tin. Julia nhìn này, bây giờ tớ sẽ móc mắt ra. Cái gì? Mắt đấy, mắt thật đấy. Ê, bỏ nó ra, ngay bây giờ. Ô, cái gì đấy? Tớ nghĩ bạn ấy bị nghẹn kìa. Chúng ta phải cứu bạn ấy thôi. Như này chắc là đỡ đấy. Ôi, những viên sô-cô-la này ngon thật đấy. Tớ sẽ ăn chúng mãi mãi. Hả? Mắt tớ đâu vậy? Eo sợ quá. Có vẻ như con mắt thực sự giống như thật vậy. Tất nhiên là giống rồi. Một điều khác biệt là mắt này ngon hơn rất là nhiều. Và có thứ ngon ở bên trong. Nhân đấy. Nhân cậu đang nói đúng không? Vậy thì hãy nhìn tớ đi. Bây giờ đến lượt tớ ăn những viên kẹo này rồi đấy. Có gì đó chưa thiếu một cái. À, thêm một vài đôi mắt nữa. Không, mắt của tớ là của tớ. Tớ sẽ ăn mà không cần kết bạn đâu. Trời à, cho một cái đi. Cậu là người bạn mà, chia sẻ với chúng tớ. Không có gì để chia sẻ cả. Tớ đã ăn hết mọi thứ rồi. Nhìn này, trông giống rồi. Cái gì thế này? Tại sao tớ lại nhìn rõ như vậy? Đó là tất cả vì lòng tham đấy. Chính xác, chính xác. Các bạn đùa tớ sao? Tại sao tớ luôn có ít như vậy? À, còn của tớ thì có rất là nhiều bim bim. Trời ạ, cái bim bim kiểu gì vậy? Thậm chí không thể nhấc nó lên bởi vì nó quá nhỏ. Ôi, tại sao bạn lại chui xuống gầm bàn? Còn làm gì nữa? Tớ cần phải ăn nó bằng cách nào đó chứ. Trời ạ, tớ sẽ dùng nhíp để giúp đỡ. Ôi, các bạn nên ăn đi, hơn là cười đấy. Thôi dễ dàng, tôi sẽ nhanh chóng ăn gói của mình thôi. Nhưng mà, mở nó ra đã. Trời ạ, cái gì vậy, tại sao nó khó vậy? À, Peter thật là đáng yêu, cậu giống như một con gái vậy. Tôi không phải là đứa con gái. Dù sao, có một cách tốt nhất để mở bim bim, chỉ cần cơ cái gói này ra thôi. Đấy, tôi đã nói rồi mà, để không bị vấy bẩn, hãy để những bim bim tự bay vào miệng tớ. Ôi, nó ngon làm sao. Wow. Ơi. Ôi, tớ không nghĩ một chàng trai có thể bị tổn thương bởi một gói khoai tây chiên đâu. Đến lúc tớ phải ăn bim bim của mình rồi. Ôi, ngon quá. Thật là tuyệt vời. Đau quá. Trời ạ, à, cậu ngon, tớ thì không ngon. Thế kệ cậu đấy. Ê, tớ vẫn còn sống. Hoặc là không. Ôi, bim bim ngon thật đấy. Tớ không thể dừng lại được. Điều đó là không thể. Nó quá là tuyệt vời. Quá là tuyệt vời. Coi chừng, đang bắn đấy. Ê, trời ạ, cậu có thể cho tớ mũ bảo hiểm. Ở đây không cần mũ bảo hiểm. Ở đây cần phá vỡ tất cả các bim bim của kẻ háu ăn. Ồ, cậu giỏi thế. Cú đánh hoàn hảo. Cái gì vậy? Giúp tớ ra ngoài với. Ôi không, không phải súp lơ xanh chứ. Súp lơ? Nhưng mà tại sao của tớ chỉ là một cái hạt gì đấy? Vị cũng không ngon lắm đâu. Chính xác. Bây giờ chỉ cần trồng nó thôi. Vậy là tớ sẽ biết nó sẽ phát triển được cái gì. Ê, dừng lại đi. Ê, cậu đổ hết cả mọi người chúng tớ rồi. Ôi, xin lỗi nhá, tớ không cố gắng. Tất cả mồm chúng tớ đầy đất đây này. Thôi, đừng có buồn. Tớ chỉ đang đào một cái hố thôi mà. Trong khi cái này nó đang phát triển, hãy ăn súp lơ xanh của các bạn đi. Ok. Rõ ràng bây giờ đến lượt tớ ăn. Nhưng vấn đề là tớ ghét súp lơ xanh. Ôi, sao nó rất là khó chịu, mùi rất là kinh tởm. Ồ, chưa bao giờ tớ ăn cái gì tệ hơn. Tớ phải uống nó một cái gì đó dễ chịu hơn. Ồ, nước, đưa nó cho tớ đi. Tớ cần nó để cái này phát triển. Hãy nhìn này, nó đang mọc lên rồi.
Cuộc ca của cậu đã giúp bông hoa của tớ phát triển. Giúp cái gì? Trên thực tế, bây giờ cậu sẽ phải ăn nó thôi. Và đó không phải là hoa mà là súp lơ xanh. Ăn? Nhưng mà tớ đã trồng nó mà. Trời ạ, rất là lâu, tớ hy vọng nó ngon. Không, rõ ràng người làm vườn tớ, súp lơ xanh quá là kinh khủng, không thể nào mà ăn được. Ôi, lại còn mặt đầy bụi nữa chứ. Ôi, đừng có cười nữa, Julia, cậu ăn đi. Tớ, nhưng mà nó to quá, tớ không ăn được. Chính xác, tớ có ý kiến này. Hãy nhìn này, ở trên kia có con tàu bay vũ trụ kìa. Ôi trời ạ, ngây thơ. Trong khi các bạn tìm, tớ sẽ vứt nó đi. Thật là khó chịu. À, vậy là cậu quyết định lừa dối chúng tớ đúng không? Thật tốt khi tớ có một cái bát đặc biệt dành cho cậu. Ôi, không ngon. Nhìn này, tớ đã ăn tất cả mọi thứ. Thật là tồi tệ. Ôi, vẫn chưa xong đâu. Đây là những gì cậu ném đi. Hãy nói cảm ơn vì tớ đã bắt được nó nhé. Tớ không muốn ăn nó lắm đâu, nhưng rõ ràng lại phải ăn rồi. Skittles, hay quá. Nhưng mà tớ muốn nhiều hơn nữa. À, Julie lại có ít nhất rồi kìa. Không chỉ ít hơn, tớ chỉ có một viên kẹo nhỏ tí. Nhưng mà bạn vui mừng sớm rồi. Tớ có một kế hoạch tuyệt vời. Làm nào tớ có thể tăng nó lên. Để làm điều này, tớ cầm một chiếc iPhone bình thường, chỉ cần phóng to viên kẹo lên. Ồ, hay quá. Bây giờ của tớ lớn hơn và chắc chắn sẽ ngon hơn rồi. Ừ, đó là phép thuật. Ôi, ngon thật đấy. Tớ thật là tuyệt vời. Peter, bây giờ đến lượt cậu ăn rồi đấy. Với niềm vui thôi. Nhìn này, bây giờ tớ sẽ bắt tất cả các đồ ngọt bằng miệng của mình. Các bạn đã nhìn thấy cái này bao giờ chưa? Ôi, trời ạ, không trúng. Một tí. Ôi, cậu không bắt được cái gì cả. Thôi được rồi, quên đi, bây giờ tớ sẽ ăn thôi. Tớ sẽ lấy ít nhất một viên kẹo từ cậu được không? Có lẽ lấy màu vàng. Tuy nhiên là không rồi. Không, đây là của tớ. Còn lại phần khó nhất, cho màu gì bây giờ nhở? Ăn kẹo nào trước nhở? Tớ nghĩ tớ cần sự giúp đỡ của cái vòng xoay. Wow. Lấy màu gì? Tớ sẽ xem. Wow. Và tớ sẽ bắt đầu với màu xanh. Wow. Nhân tiện, đây là màu yêu thích nhất của tớ. Vì vậy tớ rất là may mắn đó. Và sau đó tớ sẽ ăn tất cả mọi thứ liên tiếp. Những đồ ngọt này quá ngon. Vậy thì tớ sẽ lấy viên này nhá. Xem có gì nhá. Nó đang tỏa sáng sao? Wow. Hãy nhìn xem có một chiếc kẹo lớn thế nào. Nó rất là ngon. Wow. Ngoài ra có một đống đồ ngọt ở bên trong nữa này. Đủ cho tất cả đời luôn. Tớ cũng muốn. Ê, mất rồi, chia sẻ với bạn bè đi. Tất nhiên rồi, tớ sẽ chia sẻ. Đưa tay đây xem nào. Tớ không tham lam đâu. Đủ kẹo cho tất cả mọi người. Cảm ơn nhé Peter. Thử thách nghệ sĩ. Wow, ý tưởng hay đấy chứ. Bây giờ thì đài phun sô-cô-la sẽ được trao cho người vẽ đẹp nhất rồi. Nếu mà các bạn đều đồng ý, vậy thì đã đến lúc phải làm rồi. Hãy vẽ không dùng tay nhá. Đó là quy tắc. Bây giờ thì thời gian của các bạn đã bắt đầu rồi. Vẽ đi. Mình chắc chắn rằng chiến thắng này đang trong túi mình rồi. Tại sao mình phải cạnh tranh với những kẻ bất tài này chứ? Ôi, nói gì nữa đây? Ôi, có gì đó đang mách bảo với tớ rằng là tớ sẽ nhận được đài phun sô-cô-la. Nó sẽ rất ngầu. Cái gì nữa? Mình nghĩ là cái của mình vẫn tuyệt hơn. Mặc dù là mình vẫn chưa thích là mình đang vẽ được cái này lắm, nhưng mà mình sẽ làm được nó tuyệt vời hơn thôi. Mình sẽ vẽ bằng cái này sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Đấy, bây giờ thì cùng thử nhá. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Cái này cũng có thể vẽ được bằng bút đầu mà. Ôi, trời ạ, cậu còn không mờ nổi sao? Ê, cái này không vui đâu nhá. Nào, bây giờ tớ làm gì? Ôi, các bạn đã vẽ tuyệt thật đấy. Còn không sao, tớ cũng có thể vẽ bằng cái này. Cái này cũng sẽ rất là hay. Tớ nghĩ là như này thì cái này sẽ giúp tớ. Cậu làm cái gì vậy? Trời ạ, tại cậu mà mình làm hỏng hết các bức vẽ của mình rồi. Ôi, tớ có làm gì đâu. Còn cậu thì cười cái gì nữa? Tớ cũng cho cậu ăn đòn đây này, nhận lấy đi. Ê,
Trời ơi, tại sao cậu có thể làm thế? Bây giờ thì cậu sẽ biết là không được cười tớ. Thôi đủ rồi. Đấy, còn cậu thì cười cái gì? Tớ cũng sẽ cho cậu ăn đòn nốt thôi. Đủ rồi đây. Các bạn ơi, thời gian hết rồi. Bây giờ chạy cho thầy xem nào. Ôi trời ạ, còn chưa kịp làm gì. Nào, để xem các em sẽ vẽ cái gì nhá. Mary, em vẽ cái gì vậy? Trời ạ, ghê quá đi mất. Samantha, bức vẽ của em bị hủy hoại rồi. Tại sao lại như thế, các em không cố gắng sao? Thế còn công việc của em thì sao? Ừ thì nó cũng tốt hơn người khác. Ok. Nhưng mà mình đã thấy cái tệ hơn. Thôi được rồi, vì những người khác còn tệ hơn cả Chelsea, vậy Chelsea sẽ thắng. Mano, mình đã cố gắng hết sức mình, rất là xứng đáng giải nhận này. À, cậu nghĩ là cậu có thể uống một mình sao? Chúng tớ cũng có thể làm được điều đó mà. Chúng tớ còn có ống hút dành riêng cho nó cơ mà. Ôi, ngon quá. Trời ơi, sô-cô-la của tớ đâu rồi? Ôi, cậu là bạn chúng tớ mà, vì vậy đã chia sẻ mà. Trời ơi, đồ trộm. Lần này giải thưởng của các bạn sẽ còn tuyệt vời hơn nữa cơ. Nhìn chú chó dễ thương làm sao. Ôi, một chú chó thật đáng yêu. Cậu ấy đã rất no nên đã bị đi vệ sinh thật là kỹ. Và phần thưởng của các bạn sẽ là cái phần dễ thương này. Ai vẽ đẹp nhất thì là sẽ nhận được nó thôi. Chúc bạn may mắn. Và thời gian đang bắt đầu rồi. Ôi, mình không muốn vẽ đâu. Trời à, phải vẽ một cái gì đó, nhưng không phải là phân. Mình phải vẽ bức vẽ tồi tệ nhất cuộc đời mình. Chính xác, không có gì tồi tệ hơn là vẽ bằng chân. Xin lỗi nhá vì có mùi tí. Trời ơi, cái này là cái gì nó đây? Chị cảm nhận bắt đầu rồi sao? Mồ hôi tối nay đến từ đâu vậy? Ôi, chỉ là cái chân đáng yêu của mình thôi mà. Mọi người chắc chắn sẽ vẽ cái gì đó hay ho. Mình sẽ chỉ bôi lên trên như thế này thôi. Như này thì sẽ không vẽ được cái gì tốt cả. Trời ạ, tớ làm rơi mất cái bút rồi. Thôi được rồi, để tớ lấy cái khác vậy. Ôi trời ạ, rơi cả ra rồi. Nào, nhanh lên. Trời ơi, mấy bạn đã vẽ được cái gì kia? Nào, thời gian của các bạn đã hết rồi. Xem bản vẽ của các bạn nào. Ôi, hết rồi sao? Đây, mời thầy xem. Chelsea, thầy đã mong cái gì đó. Samantha, em vẽ tốt lắm. Ê, tại sao em lại ngủ nữa? Em không ngủ. Đây là bản vẽ của em. Ôi, trời ạ, cái này cổ phần thực sự đấy. Vậy thì là em sẽ là người nhận. Nào, hãy chúc mừng bạn ấy nhá. Trời ơi, cổ phần sao? Này nhá, cậu phải ăn nó thôi. Đúng sao, nhưng mà là đâu tớ may mắn. Và chỉ nó là sô-cô-la. Éo ơi, cậu ấy đang ăn thực sự sao? Ôi, các bạn mới là cổ phần ý. Cái này là một cái bánh sô-cô-la rất là ngon luôn ý. Muốn ăn thử không? Rất là ngon luôn ý. Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng cho cuộc chiến tiếp theo chưa? Lần này các bạn sẽ chiến đấu với chú mèo. Wow, nó nhỏ thế sao? Và rất là mềm mịn. Nếu các bạn vẽ nó thật là ngầu thì nó sẽ là của bạn. Lần này các bạn sẽ cần vẽ bằng bút màu và trên khuôn mặt của các bạn nữa chứ. Bây giờ thì hãy chúc các bạn may mắn. Và thực sự tại sao lại vẽ cái thứ gì đó trên giấy? Nếu bản thân mình đã giống một chú mèo dễ thương ở đây rồi. Bây giờ chỉ cần thêm vài chi tiết nhỏ trên khuôn mặt là xong rồi. Mình cũng sẽ giống con mèo. Mèo. Và mình sẽ trang điểm giỏi hơn bất kỳ ai luôn. Các bạn có thể đau khổ bao nhiêu tùy thích, nhưng mà mình là duy nhất người đã nghĩ ra lấy một chiếc gương rồi. Nếu mà không có nó, chắc chắn mình sẽ không vẽ được cái gì bình thường cả. Và hơn nữa, gương rất là không trái quyết định. Chiến thắng chắc chắn là nằm trong tay tớ rồi. Chelsea không biết vẽ tí nào. Còn Mary, ôi trời ạ, sử dụng gương là trái quyết định mà. Bạn ấy không thể xấu hổ sao? Nhìn kìa Chelsea, cậu có thấy sự bất lịch sự này không? Ồ, đúng rồi, cái này không công bằng.
Chúng ta cần phải dạy cho Mary một bài học. Hãy xóa lớp kem điểm của cậu ấy nhá. Mary sẵn sàng 8 chữ. Vậy nhận lấy đi. Không, tại sao cậu lại làm như vậy? Trời ơi. Ôi, bây giờ thì tôi lại không giống con mèo nữa rồi. Đúng rồi, nếu mà Samantha đã vẽ đẹp như vậy thì mình cũng sẽ không nhìn chú mèo nó khác. Mình sẽ phải trang điểm lớp này thật là đẹp. Ê, của cậu bị bẩn rồi. Đâu đâu, để tớ làm cho. Để tớ giúp cậu nhá. Đây, nhìn này. Nào. Ừ, bây giờ thì tốt hơn rồi đấy. Ôi, cảm ơn cậu rất nhiều. Các bạn ơi, hãy xem khuôn mặt của các bạn nào, xem các bạn vẽ được không. Mary, bạn lại không cố gắng rồi, trời là trời. Samantha, cậu đã nhìn thấy bạn trông giống cái gì chưa? Bạn đã trông chẳng giống mèo gì cả, giống cướp biển thì hơn. Cái gì? Cướp biển? Cướp biển nào? Ôi giời ơi, Chelsea! Bây giờ mình đã dạy cho cậu bài học. Còn các bạn có thể xem trang điểm của mình. Ôi trời ạ, lại phải nhường cho Chelsea một lần nữa rồi. Còn phần còn lại mọi người còn tệ hơn nhiều. Mano, bây giờ đứa bé này là của mình. Achiu. Có vẻ như là mình bị dị ứng mèo rồi. Achiu. Không sao, không sao. Bây giờ con mèo nó sẽ nằm trong tay đáng tin cậy hơn. Ôi Mary. Không. Bây giờ thì hãy sửa bản thân đi. Sau đó thì quay về với mèo nhé. Nếu mà giải thưởng vừa rất là hấp dẫn, bạn sẽ rất là thích cái này thôi. Bạn sẽ đấu vì một con cá. Hơn nữa, lần này các bạn sẽ vẽ bằng một loại nước sốt khác nhau. Sẽ rất là khó khăn, nhưng các bạn có thể làm được. Thời gian bắt đầu. Tất nhiên rồi, mọi thứ sẽ tuyệt. Vẽ tranh với nước sốt đó, cái này sẽ rất là ngon mà rất tuyệt vời nữa. Cậu đang làm cái gì vậy? Này, cậu có thấy chưa? Ôi, xin lỗi nha, tôi không cố ý. Thôi được rồi, mình sẽ không bị xúc phạm. Mình chắc chắn sẽ rất thú vị khi vẽ bằng nước sốt, nó rất tươi sáng. Trông nó rất là tuyệt vời đấy chứ. Hóa ra là sốt cà chua là loại sơn rất là tốt. Mình nghĩ là sốt phô mai cũng khá là sôi động. Vì vậy mình sẽ sử dụng nó để tạo ra bản vẽ thật là thú vị. Ôi trời ạ, kết thúc nhanh vậy sao? Nhưng mà thôi không sao. Tớ trông thấy nó rất là màu mè đẹp luôn ý. Vì vậy là sốt sẽ giúp tớ vẽ rất là đẹp đây. Oh wow, trời ạ, tớ không nghĩ rằng là vẽ bằng nước sốt mà nó vui như thế này luôn ý. Nào. Trời ạ, mọi người vẽ tuyệt quá, tớ cũng sẽ cần phải làm cái gì đó thật là đẹp. Tớ cũng muốn vẽ thật là đẹp. Nước sốt á, mùi rất là thơm. Nhưng mà có lẽ mình có thể thử một chút thì sao nhở? Oh wow, chúng ngon thực sự. Tại sao tớ cần phải vẽ khi sốt lại ngon như thế này chứ? Thật sao? Mình nghĩ rằng là ăn mỗi sốt thôi hơi lạ đấy. Cái này rất là ngon và rất là tùy hợp. Tớ đồng ý, nhưng mà tớ vẫn phải vẽ vào cái này thôi. Ôi không, trời ạ. Ôi trời ơi, những cái hộp ngu ngốc này nữa. Ôi, tại sao lại có thể làm như vậy chứ? Ôi, ghê quá. Trời ơi, hình như là mình ăn hết sốt rồi. Làm sao mà làm được? Nhưng mà không sao. Tớ có thể ăn cắp của Samantha thôi mà. Thời gian của các bạn đã làm xong rồi. Bây giờ thì hãy xem ai vẽ gì. Ôi, cứ cho đi. Còn tớ thì sẽ đổi cái này của cậu ấy. Mary, hôm nay chắc chắn không phải là ngày của em rồi. Vẽ không ổn chút nào. Còn Chelsea thì thấy rất là thích, vẽ rất đẹp. Samantha, em đã làm cái gì vậy? Nhìn thầy nghĩ là nếu em không làm cái gì, vậy là sẽ không nhận được cá sao? Tất nhiên là không thế rồi, chúc mừng. Chính em sẽ là người nhận được con này rất là đẹp. Trời ơi, cái này tất cả là tại Chelsea. Tớ không thể nào mà ăn được đâu. Nhưng mà thật có ý tưởng này rồi. Tại sao phải ăn nó sống khi cậu có thể làm nó nướng lên? Tớ luôn mang cái này theo người mà. Ôi,
Chelsea xin lỗi nhá. Hình như là hơi vào cậu một chút. Ừ, nhưng mà hợp với cậu đấy. Nào, thôi được rồi. Mờ nhờ dùng cái này nhá. Tớ có thể nướng nó rất là tuyệt vời, rất là ngon luôn ý. Cái này đơn giản lắm. Đấy, nhìn lên này. Bây giờ thì chúc tớ ăn ngon miệng đi. Ôi, quá tuyệt vời.